Ten Hag chính thức chào mừng tân binh Eriksen. Cực sốc, Ronaldo giảm lương để rời MU. Real Madrid tăng lương cho Rodrigo. Ten Hag chính thức chào mừng tân binh Eriksen. Giữa những rắc rối, trì trệ của thương vụ Frankie De Jong, Manchester United bất ngờ chào đón một tân binh quen thuộc với Premier League. Hai chuyên gia chuyển nhượng uy tín là David Ostein và Fabrizio Romano đồng loạt xác nhận Christian Eriksen đồng ý gia nhập MU với bản hợp đồng có thời hạn là 3 năm. Quá trình hoàn tất thỏa thuận đang được tiến hành, tiền vệ người Đan Mạch sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng. Ngôi sao 30 tuổi cập bến sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Liệu Eriksen có phải là thương vụ trong mơ với MU? Cựu sao của Inter Milan sẽ chơi bóng ở vị trí nào trong hệ thống chiến thuật của Erik ten Hag? Hàng loạt câu hỏi được các cổ động viên đặt ra xoay quanh thương vụ Eriksen. Tiền sử bệnh tim có thể khiến cho nhiều người lo lắng cho Eriksen khi anh phải chinh chiến ở một sân chơi giàu thể lực, tốc độ như là Premier League. Ten Hag góp công lớn trên hành trình quay trở lại với bóng đá đỉnh cao của Eriksen sau sự cố tại vòng chung kết Euro 2020. Thuyền trưởng người Hà Lan cho phép Eriksen tập thể lực tại Ajax vào tháng 1 trước khi anh gia nhập Brentford. Màn trình diễn xuất sắc cùng bầy ong chứng minh ngôi sao người Đan Mạch vẫn chưa bết đát. Khả năng đá phạt tốt, những đường kiến tạo từ tình huống bóng chết nơi Eriksen hứa hẹn mang đến nhiều điều còn thiếu ở Manchester United. Mùa giải 2021-2022, MU đứng thứ 18 tại Premier League về số bàn thắng từ các tình huống cố định. Chỉ số đó sẽ được cải thiện khi mà Eriksen xuất hiện. Khả năng sút xa, ghi bàn từ ngoài vòng cấm là thế mạnh khác nơi tuyển thủ quốc gia Đan Mạch. Giai đoạn 2013-2020, Eriksen là cầu thủ có nhiều pha lập công từ ngoài vòng cấm nhất tại Premier League. Gia nhập Brentford, tiền vệ người Đan Mạch ngay lập tức chứng minh được tài năng. Bởi ông giành 7 chiến thắng trên 10 trận đấu Eriksen góp mặt. Anh ta là một cầu thủ hàng đầu, một người không thể tin được. Cậu ấy mang đến chất lượng, sự điềm tĩnh cho đội bóng. Eriksen luôn tìm ra giải pháp. Huấn luyện viên Thomas Frank chia sẻ sau chiến thắng 4-1 của Brentford trước Chelsea. Cựu sao của Inter Milan thường được Thomas Frank bố trí chơi lệch trái nơi hàng tiền vệ 3 người ở các sơ đồ là 4-3-3, 3-5-2 hoặc là 5-3-2. Tuy nhiên thì Eriksen nhiều khả năng phải thích nghi, làm quen với hệ thống 4-2-3-1. Nếu như anh cập bến sân Old Trafford, ngôi sao 30 tuổi hứa hẹn được Ten Hag trao vai trò số 10, tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes. Mùa giải 2021-2022, Christian Eriksen nhỉnh hơn Bruno về số cơ hội tạo ra xuyên suốt 90 phút là 2,9 so với 2,6. Nhìn chung thì MU sẽ có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự, biến hóa nơi trong bố trí đội hình khi mà Eriksen góp mặt. Vẫn còn quá sớm để chúng ta nhìn nhận và đưa ra đánh giá chính xác về tầm ảnh hưởng của Eriksen tại Man United. Thế nhưng tiền vệ người Đan Mạch hứa hẹn là mang đến những tín hiệu tích cực cho Quỷ Đỏ sau mùa giải 2021-2022 đầy bết bát. Cực sốc, Ronaldo giảm lương để rời MU. Tay săn bàn 37 tuổi sẵn sàng giảm mạnh lương để rời MU do không muốn đánh mất kỷ lục chơi tại Champions League. Quỷ Đỏ bị rung chuyển vào cuối tuần qua khi mà Ronaldo đưa ra yêu cầu chuyển nhượng. Chưa đầy một năm sau khi anh trở lại Old Trafford sau 12 năm xa cách, Ronaldo được cho là sẵn sàng giảm mạnh lương để rời MU đến một đội bóng Champions League. Trong khi Quỷ Đỏ được cho là số 7 ở lại thì Ronaldo không phải kiểu cầu thủ có thể đổi ý một khi đã muốn ra đi. Tuổi tác của anh và tình hình thực tại của MU khó níu chân được siêu sao người Bồ ở lại thêm một năm như là anh đã làm hồi 2008. Nếu như dựa trên mức lương 500.000 bảng mỗi tuần mà Ronaldo đang hưởng tại Old Trafford, hầu như là không có cơ hội để anh rời MU vì khó có đội bóng dự Champions League nào có thể đáp ứng điều đó cho một cầu thủ sẽ 38 tuổi vào năm sau, ngay cả khi Chelsea đang xem xét cho một động thái. Tuy nhiên, theo Independent, Ronaldo sẵn sàng giảm lương đáng kể để được rời MU nhằm đến một đội bóng Champions League. Ronaldo không muốn kỷ lục chơi tại cúp C1 bị phá vỡ cũng như là kình địch Messi có cơ hội vượt anh về kỷ lục ghi bàn tại giải đấu. Chelsea và Bayern Munich được nhắc đến, AS Roma của Mourinho thì cũng xuất hiện nhưng điều này khó xảy ra vì đại diện Serie A cũng không có vé dự cúp C1. Sở dĩ Ronaldo muốn chơi tại Champions League vì không muốn kỷ lục bị phá vỡ. Trong sự nghiệp của mình, chân sút người Bồ luôn chơi ở giải đấu danh giá này kể từ 2002 khi còn chơi cho Sporting Lisbon.
Ronaldo đang dẫn đầu kỷ lục ghi bàn tại cúp C1 với 140 bàn thắng, Messi xếp nhì với 125 bàn, nhưng đối thủ của CR7 ít hơn 2 tuổi và sẽ có cơ hội nâng cao số bàn thắng này với Paris Saint-Germain. Do vậy mà nếu như Ronaldo ở lại MU, anh hoàn toàn có thể bị M10 qua mặt trong tương lai. Real Madrid tăng lương cho Rodrigo. Real Madrid quyết định giữ chân tiền đạo trẻ Rodrigo với bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2028, kèm theo với đó là việc nâng lương. En Paris tiết lộ Rodrigo sẽ ở lại câu lạc bộ đến năm 2028. Trước đó thì hợp đồng của sao trẻ người Brazil có thời hạn đến năm 2025. Mức phí phá vỡ hợp đồng hiện tại của Rodrigo lên đến 1 tỷ euro. Cũng theo En Paris, Real Madrid quyết định tăng lương cho Rodrigo. Sao trẻ này nhận 3 triệu euro mỗi mùa trong hợp đồng cũ. Real Madrid rất hài lòng với màn trình diễn trong thời gian qua của tiền đạo người Brazil. Los Blancos phải trả cho Santos số tiền là 45 triệu euro để chiêu mộ Rodrigo vào tháng 6 năm 2018. Thời điểm đó, cầu thủ này mới 17 tuổi và chưa thể ra mắt đội bóng. Đến tháng 7 năm 2019 thì sao trẻ này mới cập bến câu lạc bộ ở tuổi 18. Huấn luyện viên Zinedine Zidane là người yêu cầu Real Madrid chiêu mộ Rodrigo. Chiến lược gia này cho tiền đạo người Brazil thi đấu song song ở đội 1 và đội trẻ của Castilla. Dấu ấn đầu tiên của Rodrigo ở đội 1 là cúp hat-trick và lưới Galatasaray tại Champions League mùa 2019-2020. Mùa 2021-2022, Rodrigo tiếp tục tỏa sáng ở cúp châu Âu với cú đúp giúp cho Real Madrid vượt qua Man City ở bán kết. Hồi đầu mùa, chân sút người Brazil chỉ được xem như là lựa chọn thứ 5 cho vị trí chạy cánh sau Bale, Hazard, Asensio và Vinicius Junior. Tuy nhiên thì cựu tiền đạo của Santos cho thấy sự phát triển vượt bậc và chiếm trọn lòng tin của huấn luyện viên Ancelotti. Cả mùa 2021-2022, Rodrigo ghi 9 bàn sau 49 trận. En Paris tin rằng việc Real Madrid gia hạn với Rodrigo khiến cho những cầu thủ khác như là Marco Asensio cũng khó đá chính. Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa đổi sang người đại diện là Jorge Mendes của Cristiano Ronaldo để tìm bến đỗ mới. Asensio kỳ vọng được ra sân nhiều hơn để có cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022. Trước Asensio, Bale chia tay Real Madrid để gia nhập Los Angeles FC. Trong khi đó thì Eden Hazard vẫn bám trụ tại câu lạc bộ để khẳng định được bản thân. Tiền vệ người Bỉ chơi thất vọng sau 3 năm thi đấu tại sân Bernabeu. Chính thức, tân binh đầu tiên có mặt tại MU. Đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị hoàn tất chữ ký đáng kỳ vọng trong mùa hè năm nay. Manchester United khởi đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè tương đối chậm chạp. Họ bị cuốn vào thương vụ Frankie de Jong nhưng chưa có kết quả. Ngay lập tức, ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ thay đổi chiến lược mua sắm. Một mặt là theo đuổi de Jong, mặt khác thì MU cũng tiếp cận những mục tiêu quan trọng khác. Không cần phải đợi lâu, MU có được tân binh đầu tiên vào mùa hè này. Theo đó thì thương vụ Thierry Malacia đến Manchester United đã hoàn tất. Cầu thủ trẻ 22 tuổi này là tân binh đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Đáng chú ý là cánh phóng viên đã chụp được khoảnh khắc Malacia có mặt ở đại bản doanh của Manchester United. Hậu vệ trẻ này tới Carrington để kiểm tra y tế. Thương vụ này sắp hoàn tất và Quỷ Đỏ thành Manchester chuẩn bị công bố. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Malacia với giá là 15 triệu euro, cộng thêm 2 triệu euro phụ phí. Malacia thì có vị trí sở trường là hậu vệ trái. Mùa trước anh ra sân tổng cộng 50 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 1 bàn cùng với đó là 5 kiến tạo. Sự xuất hiện của Malacia có thể khiến cho cả Alex Telles và Brandon Williams phải rời Old Trafford trong thời gian tới. Thậm chí là Malacia cũng có thể đe dọa vị trí của Luke Shaw. Cầu thủ này cũng tương đối đa năng, anh hứa hẹn sẽ là sự bổ sung cần thiết cho đội hình của Manchester United trong mùa bóng tới.